đều đã bị xử phạt để tránh tái diễn, gây mối nguy hiểm cho người khác. Mới đây, Công an huyện Phú Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một nam thanh niên 18 tuổi, ngụ xã Dinh Xuân. Đây là đối tượng vừa nằm vừa lái xe máy trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh nam thanh niên lái xe máy nằm hẳn trên yên xe, không đội nón bảo hiểm, lạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường. Video này được nhiều người chia sẻ, đi kèm bình luận bất bình. Sau khi xác minh, Công an huyện Phú Giang đã xác định người trong video là một nam thanh niên 18 tuổi ngụ tại địa phương, nên đã mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận ở thời điểm quay clip, mình không có bằng lái xe, chỉ chưa đủ tuổi. Tổng hợp các lỗi vi phạm, Công an huyện Phú Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng hơn 4 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.